Xin chào mọi người đã đến với Điện Máy Vô Khang Channel. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người hai dòng máy hút bụi cầm tay của Hitachi. Là dạng này là dạng sạc pin nhé. Thì đây là mình có bảy mẫu hai dòng hút bụi cầm tay của Hitachi. Model đó là PVX80M, là chiếc màu trắng này. Và bản cao hơn đó là PVX85. Thì đối với dòng hút bụi cầm tay này thì chúng ta, đây là cái ngoại hình khi mà mình lắp đặt lên. Và ở đây chiếc này nó là dạng là chiếc chổi hút bụi cầm tay từ xa, và nó có thể đứng được. Đây là cách mà mọi người sử dụng. Thì chiếc này là có cái hộp chứa bụi của nó, cái hộp chứa bụi của nó là 0,4 lít, 0,4 lít. Đây là cái hộp chứa bụi của nó nhé. Đây, cái hộp chứa bụi của nó 0,4 lít. Công suất hoạt động của nó là 100W và công suất hút của nó là 18W. Ở trong này nó có một cái bộ lọc bụi HEPA H10. Đây là cái bộ lọc bụi HEPA H10 của nó. Và cái dung lượng pin của chiếc hút bụi cầm tay này nó lên đến 2200 mAh, sạc từ 4 đến 6 giờ và sử dụng tối đa liên tục trong vòng 60 phút. Cái kích thước của chiếc chổi này thì chúng ta có thể thấy là cái bề ngang của nó là 25-26 cm, cái chiều cao của nó là 1m1 và cái chiều sâu của nó là 17 cm, nặng chỉ 2,9 kg thôi, nên là cực kỳ dễ dàng sử dụng. Có thể tháo rời tất cả các loại ra nhé. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng. Thì đây là cái phần động cơ của nó. Thì chúng ta có thể tháo rời nó ra để mà hút. Đây là tiếng động cơ nó hút này. Mọi người chỉ cần bấm một lần thôi và nó sẽ tự động chạy. Đây là cái đầu vòi ngắn của nó. Cái đầu vòi ngắn này các bạn có thể lắp trực tiếp luôn vào đây. Đó, thì là mình sẽ hút bụi như thế này. Đó, mình sẽ hút như thế này. Chiếc máy Hitachi này nó cực kỳ mạnh nhá. Và các bạn có thể tháo rời nó ra như thế này. Và sau đó chúng ta sẽ lắp vào cái chổi của mình. Thì và đây là một thành một chiếc chổi. Khi mọi người lắp vào chổi này thì cái công tắc nguồn điện thì nó lại nằm ở trên này. Và mình có thể điều chỉnh được tốc độ nhé. Đó. Một hai ba nữa, ba tốc độ. Và khi các bạn chạy ấy, thì ở mặt trước này nó có đèn, thì mọi người có thể nhìn rõ đường này, buổi tối. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đèn sáng không? Đèn sáng nhé, buổi tối nhé. Và khi mọi người sử dụng ấy, thì khi các bạn dùng thì cái chổi này có thể bị vướng tóc này, tóc hoặc là các cái dây nó quấn vào đây, thì mọi người phải thỉnh thoảng phải vệ sinh, là dùng kéo mình cắt ở đây đi và kéo hết các sợi tóc này ra. Cái chổi này, cái máy hút bụi này, mình cứ nói nôm na nó là một chiếc chổi, thì các bạn có cực kỳ dễ dàng sử dụng và tiện lợi dùng để mình hút những nhà cao tầng ấy, thì các bạn hút luôn ở cái các cái bậc cầu thang, hoặc là mình hút nhà mình trực tiếp như thế này. Đó, mình hút trực tiếp như này, luồn lách vào ngóc này, mọi người có thể luồn này vào sâu như thế này, vào sâu như thế này, đúng không? Đó. Còn sau đây là chiếc chiếc X85 thì nó có màu đỏ mận và cấu tạo cũng tương tự như là chiếc chiếc X80 màu trắng này, nhưng mà bên này là công suất nó khỏe hơn. Đó là nó lên đến 120W và công suất hút của nó là 21W. Nên là chiếc màu đỏ mận này là bản cao hơn và nó hút khỏe hơn chiếc màu trắng. Sau đây mình hướng dẫn mọi người cách tháo lắp. Tháo lắp, đây là chiếc cái nút để mình tháo động cơ này. Đây là tháo chổi này. Tháo rời được hết toàn bộ ra nhé. Và đây, để gấp gọn, đóng hộp. Ba bộ phận.
và thêm một cái đầu hút ngắn này nữa. Chúng ta cũng lắp trực tiếp vào đây. Đây là cái chỗ sạc pin của nó nhé. Đây là chỗ sạc pin của nó. Đây là video điện máy Vũ Khang giới thiệu dòng sản phẩm hút bụi cầm tay của Hitachi, model là PX PVX80M và dòng PVX85M. Nếu các bạn có nhu cầu mua hàng hoặc là cần tư vấn sâu hơn về sản phẩm, vui lòng liên hệ đến số hotline của điện máy Vũ Khang, đó là 0972846789 hoặc 058553888. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin chào.